Đơn hàng này khách trả hàng vì lý do hàng lỗi không hoạt động này. Mã trả hàng là ICAC. ICAC. Rồi, bên mình sẽ mở kiểm tra nhé. Không gửi cùng nguồn về à? Cái gì test đây nào? Mấy nguồn nhà mình test à? Anh này gửi cho bên mình nhưng không gửi củ sạc về nhá. Trước đấy thì báo là hàng sử dụng sóng chập chờn. Xem như cửa lại cho đánh không ạ? Từ trang trí vừa phải. Đây là khách về cái còn đấy. Cái keo gì đây? Nằm ngược đầu rồi. Nằm ngược à? Chán thật. Khách dán lại keo. Nhưng mà khách quên gửi cái nguồn về cho bên mình nhé. Cái này bên mình sẽ phải lấy của nguồn khác để test. Khách quên gửi nguồn. Bên mình sẽ cập nhật cái video đóng gói sau vậy. Khách báo là hoặc lỗi hoạt động nghĩa phải nhận được cả nguồn chứ. Đó, sóng wifi chập chờn lúc có lúc không nhỉ. Thì khách phải có cái nguồn mà mình gửi. Cái này là khách có nguồn nhưng khách lại quên gửi trả bên mình. Cổ long bay cả màu. Cổ long bay cả màu. Chiên ăn các con chuột chuột nó không lớn. Cào cào. Một a mà mình dùng đúng mình cái này là tỷ năm đó là thế sao? Mình khác thử nào, mình nhận đây sao? Đây này, gem bom, gem biết gì này. Lên núi kìa. Chậm. Lá cây trên cao, như là dưới. Hàng lẻ lắm. Hàng triệu nào. Chi giác một chân dương. Thấy chưa? Thấy chưa? Đơn này bên mình thấy cái tên mới là tên James Bond đây này. Khả năng là khách cài này. Reset cứng đi. Rồi bên mình sẽ reset cứng nhé. Bởi vì là khách này có thể là cài lại cái gì đấy rồi bên mình không biết mật khẩu. Cái chủng cần trương thôi. Chưa dưới lòng đất thôi. Bây giờ người ta nghiên cứu người ta thấy được các cái chứng xác trong không còn trở thành hóa thật tìm được không phát hiện được. Đấy là những con cổ lòng đã sống cách đây triệu năm, cách chúng ta triệu năm cắm các cổ lòng mới. Cổ lòng cao lao ha. Cảm ơn. Bây giờ là cổ lòng bị tuyệt chủng không còn nữa. Nên. Nhưng mà vẫn còn cái cổ lòng đó là con cổ lòng cà mau có bốn chân. Nó là hết. Cái chuyện này là hoạt động lâu ngày. Ông biết đâu bây giờ là cổ dài với bướm. Đấy, cổ dài với bướm. Cổ dài với bướm.
Nó lên đèn rồi đây này, nó sẽ phải có tên nó lên cái tên tenda đây này. Đấy, sau khi reset cứng nó không còn cái jambon nữa nhá, mà là về tenda này. Tenda này, nó là cái tenda. Nào, đọc đi anh. C60 9C60 9C60 đúng đã. Chỗ chỉ tay này. Ok. 9C60 này. 9C60 nhá. Okay. Mình cắm. Mình cắm cái dây vào để test mạng nhé. Đi vào hàng. Vừa cắm dây đã làm tí. Cắm đúng nhỉ? Cắm đúng không? Cắm mạng đi. Bên kia đúng rồi. Ê chung là bắn nó. Đấy nó chết rồi. Đấy. Anh biết trưởng đang dạy cho học nhà có ba anh ấy. Rồi, bây giờ vuốt trên xuống này nhìn cái tên wifi đang mất rồi. Đấy, tenda nó vẫn đang kết nối với tenda này. Tenda 569C60. Đấy. Đấy nha. Vẫn. Đấy. 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 Rồi, ok.